kênh chợ đầu mối Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình đi chợ hộ nha quý vị. Rồi đơn hàng là ngày mai mới có hai trái mang cầu, mà mình nhìn thấy mang cầu mình đi không nổi, mình mua luôn. Rồi nó đẹp quá trời. Hôm nay giá mãng cầu gai này là 55.000 nha quý vị. Mà mấy cái loại này nó mình gặp rồi thôi mình mua luôn. Đi hết nổi nha. Đây nè, lấy hai trái này đi. Hả? Đây nào. Vô 14.000 cho nào. Ở trái này nó thẳng ra hơn nè. Rồi lấy em trái này chị, lấy trái này với lấy trái trồng. Thấy hai trái đẹp nhất luôn á. Đó là trái trồng rồi, hai trái 55.000 một ký. Mua mở hàng cho bà chị bán buổi tối nay cho hết luôn. 233.000 mà chỉ đành đạn chứ cho có 3.000 tiền xe hả? Không biết xe gì đây, xe cút kiếp hả? Xe đẩy á, leo lên cái đẩy ra. Ở mảng cầu siêu phẩm luôn. Quá sức. 55.000 mà này nãy nhiêu chị? 230.000. Mảng cầu 55.000 hàng lựa quý vị. À, còn đóng dưới là 40k, bố mình cũng không dám đụng vô cái đóng đó nha quý vị. Tùy theo, có cái loại dám mua đồ rẻ, còn bán cầu này đừng có nói tôi mua đồ rẻ thương đi, không dám đâu, tôi mua đồ mắc. Tôi sợ lắm rồi. Tôi sợ mấy ảnh rồi. Đó là hôm mà mùa đất lúa. Mùa đất lúa. Dạ. Còn nó sống sượng, còn là vô mùa rộ là nó mềm là nó ngon hơn cái hàng ngon á. Cái nào nó ngon là chín trước. Bà chủ nè, bà chia sẻ nè, cảm ơn bà chủ nè. Trời ơi tôi á, biết sao trẻ ra cái ở đâu đó nó không màu trắng mà nó màu ấy là thôi rồi luôn à, màu đen đen á, bầm bầm mà thôi rồi á, khóc luôn á, ở đó thôi kìa. Để với lại cái hộp đó nó không được già, nó trắng á. Thôi nói gì mảng cầu mình nó mắc tiền quá quý vị, rồi không có dám mua cái hàng rẻ. Người ta thầy thì người ta mua hàng rẻ, mình đó thì mình luyện chưa tới quý vị, thành ra mình không có dám đụng vô cái hàng rẻ. Tôi bơ này nhiêu ký bà chủ? Võ công luyện chưa tới. 14.000, 16.000, 18.000 ký bơ không bơ tư. Lấy chi cha, lấy về vợ tôi với tôi hả, ăn bơ hả? Này nhiêu 10.000. Thôi để trả đi rồi, quay video miếng thôi để còn đi chỗ khác nữa quý vị. Rồi giá mang cầu mình cập nhật nha quý vị, 55.000 một ký loại lựa, loại một á. Còn cái loại mà dưới đất em nó đang mua đó là 40. Mình mua loại 55. Rồi bà cho mình 3.000 tiền xe, cảm ơn bà rất là nhiều luôn. Này ở bên trong chợ quý vị. Bây giờ mình mua trái cây quý vị. Thì mình mua trái cây xoài. Xoài của mình, xoài của tôi đâu? Bịch xoài của tôi đâu rồi? Ấy cái xoài của mình kia bằng xoài tử quý hả? Xoài tứ quý nha quý vị. Cái này là 22.000 nè. Và mình mua cái loại nó kém đẹp hơn vậy chút xíu quý vị. Là mình mua cái đó 20 ký hả ông Sáu? Xoài á. Tính giá 20 phải không? Vậy là anh tính giá 20 quý vị, anh xem mình tính giá 20. Còn xoài miên này nó quý vị, xoài miên này mình lấy loại 18.000 nha quý vị. Đây có nhãn xuồng mà đơn này tới ngày mai mới lấy, mà hở thời giờ không lấy. Nhãn xuồng 20 mấy ngàn ký quý vị. 20 mấy ngàn ký làm sao? Nhãn xuồng đó. 24.000 ký quý vị, nhãn xuồng 24.000 ký.
thì mình mua xài tứ quý nè quý vị. Còn bưởi này là bưởi nước ép quý vị. Thì bưởi nước ép này mình mua 13.000 ký quý vị. 13.000 ký bên kia nữa. Bên kia cũng bán bưởi mình mua 13.000 ký quý vị. Thì táo quý vị, này là táo táo hăng rang đó quý vị. Thì cái hàng ở trong thùng nó mắc hơn. Còn mình mua bịch này là 14.000 nè quý vị. 140 táo hăng rang là 140 nè. Đó. Ở đây bưởi quý vị. Cóc, 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 đúng rồi, cóc, cóc quý vị. Đây là cóc Thái. Cà na luôn hả? Độc quyền có cà na luôn, cà na Thái hay sao, Thái bự hả? Cà na Thái, cà na Thái bên Thái là anh đem qua Việt Nam bán. Hay là cái giống bên Thái đem trồng ở Việt Nam. Cái đó mình phải hỏi lại. Cóc Thái trồng ở Việt Nam quý vị. Cóc Thái này là 7.000 đồng ký nè, 10 ký 70.000 quý vị. Cóc cày là 9.000 đồng ký, 10 ký 90.000 quý vị. Mình mua hổi Đài Loan 7.000 đồng ký, 10 ký 70.000. Mình mua hổi Đài Loan để làm nước ép á quý vị. Vùng bì ở đây không có nha quý vị. Rồi hết rồi đó, trong đây là mình mua vậy quý vị. Hồi nãy mình mua mãng cầu, sáng mai nữa mới đủ cái đơn hàng này. Còn gì nữa không ta? Rồi ra ngoài kia lấy con má nữa. Bên trong chợ khu này khu ô cái gì. Bây giờ là 22:15 rồi cái gì. Xe lên hàng quá trời. Rất là đẹp luôn. Thanh long này, thanh long nào khán giả mà có mua thanh long mà để về mình chân cúng quá quý vị. Tại đây có chị này chuyên bán hàng đẹp nha quý vị. Rồi thanh long đẹp lung linh luôn á. Nhưng cái giá của nó là nó hơi cao một chút, nhưng mà nói về đẹp, nếu mà khách hàng á mà có cái nhu cầu á mà mua thanh long để đẹp á quý vị. Đi nhiều khi đi mình đi chùa đó. Mình đi chùa mình cúng mà cái số lượng mà như nó một thùng lớn vậy nè. Nên nhiều khi họ có bán đẹp nhưng mình ít. Còn chị này là chuyên lựa đẹp. Ở đây mình có quen cái chỗ bán thanh long rất là đẹp quý vị. Thì còn cái thanh long ăn thì bên đây nha quý vị. Cái hàng ăn nó khác, còn hàng chân cúng nó đẹp hơn, nó khác nha quý vị. Đó thì thông tin đến quý khán giả trên kênh mình á là như thế nha quý vị. Rồi ra kia quay rau má nữa là kết thúc cái video này được rồi. Tới đây rau má quý vị. Sẵn rau má đây mình cập nhật giá, tình hình giá rau má tại chợ đầu mối không quý vị, cho bà con được biết. Thì chỗ này bạn mình bán quý vị, thì rau má lá nhỏ của bà con hiện tại giờ bán ra tại chợ đầu mối không là giá 25.000 đồng một ký. Một bịch 10 ký là 250. Rau má trung quý vị là 15.000 một ký, một bịch là 150 quý vị. Thì mình lấy cho khách hàng mình là một bịch rau má lá trung nha quý vị. Mình lấy tại vì sai nước đó quý vị. Mình lấy lá trung thôi, thay vì lấy lá nhỏ mà mình lấy lá trung sai nước được quý vị. Để bán cho nó có lợi quý vị. Là rau má trung đó, hiện tại giờ là 150 10 ký. Còn rau má nhỏ đó quý vị, đẹp á, hàng đẹp á. Nói chung quý vị là tính hàng đẹp nha quý vị. Là 250. Đó, cái
dài dài quý vị. Mình kết thúc lại đây quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo với kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.